Good morning. So anh có idea. Anh dẫn team media anh đi xe hơi road trip. Wow. Đi không? Sướng không? Muốn đi là đi. Không. Bỏ gì nữa em. Sáng nay thấy trời tiết tốt. Ủa sao sẽ thấy anh hơi mây lại rồi kìa. Trời tiết trời bất chừng ghê nha. Cái ngày đầu tiên sau khi mà anh thấy Công mua xe Porsche 911 á, thì anh thấy Công vô phòng team media, thì anh thấy Công rủ team media đi Phan Thiết. Lúc đó thì Huy cũng khá là vui khi được anh thấy Công mời đi chơi. Nhưng mà cái ngày hôm sau thì anh thấy Công coi thời tiết á, thì nói là ở Phan Thiết mưa rồi, không có đi được. Nên là cả team đang ủ rũ về, nghĩ là sáng mai dậy phải đi làm lại. Thì 8 giờ sáng hôm sau, Tony gọi điện nói là soạn đồ đi, tầm 10 giờ mọi người sẽ đi du lịch. Lúc đó là mình cũng đang mớ ngủ, mình cũng không biết chuyện gì. Còn hai người nữa. Hai người kia tới đâu rồi anh Lộc, báo cáo đi. 8 giờ Tony gọi, thế là mình chuẩn bị chỉ trong vòng có 15 phút. Thì anh thấy Công là một người có thể nói là tự do về tài chính, tự do về thời gian. Thành ra là một khi là anh thích đi chơi là anh sẽ đi chơi thôi. Bây giờ khách sạn á, mình có nhiều option, mình đến đó mình xem, mình thích thì mình ở. Hả? Chứ bây giờ mình book trước nó có vài tiếng hộ nó sao? Vậy là hôm nay giống như là chuyến tàu đi đầu tiên. Đổ đầy luôn nha em. Còn một chiếc Porsche Cayenne mới vô màu đen. Trước đây thì đa phần là toàn là đi bằng máy bay đến địa điểm đúng không ạ? Thì kỳ này có một cái trải nghiệm mới, đó là Huy với anh Thái Công cũng như là các bạn ở trong team đi bằng xe hơi. Còn 20 phút nữa đấy. Ban đầu khi mà anh thấy Công mua chiếc xe thì mình thấy là chiếc xe này sẽ không có thể nào mà chạy trên đường Sài Gòn nhiều được, vì xe nó quá mạnh. Và nó chỉ thật sự chiếc xe này nếu mà mua thì phải mua ở nước ngoài, ở châu Âu hay là Mỹ này kia, thì nó sẽ có những con đường mình hợp lý để mình đi. Thì khi mà đi cái chuyến này thì mình mới hiểu là anh thấy Công muốn thử chạy chiếc xe này trên đường cao tốc. Thì cao tốc này mới làm, bình thường ngày xưa mà đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết thì cũng mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ có cao tốc rồi thì cảm giác rất là nhanh. Chỉ một câu chuyện, hai câu chuyện là tới nơi rồi, phải tiếng rưỡi, 2 tiếng. Cách đây 10 năm trước, lần đầu tiên thấy không thì mũi né. Trời, đi cái chuyến đi đó mà về mà rất lớn bệnh luôn á. Vì đi tới 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng mà không có quen đi cái kiểu mà đi trên đường mà rất là đi chậm rồi cứ dừng cái stop and go, stop and go. Tại vì thấy không, bên rất quen là mình đi xa lộ là mình đi phèo luôn, phải không? Còn cái này mình cứ đi mà cái con đường nó cứ rất là đông người. Bây giờ là cái con đường cao tốc là rất là thoải mái. Sao? Cơm niêu hả bộ? Chào quý khách. Cơm niêu gia truyền. Ok, rồi vậy đi, thấy cũng ok á. Rồi, cái mùi cá khô, hả? Cái gì?
cái mùi khó chịu vậy? Có mệt không? Không anh. Hả? Ok không anh? Ok đúng không? Xe chạy mà anh không. Đi thấy nhanh. Nhanh không? Đi không khỏe ghê. Sao nước vậy để thuốc quất lại. Cái mùi cứ xuống cái mùi hết hộp luôn. Khoảng 5-10 phút là mình lấy hết rồi. Còn nguyên khu vực này hay sao? Nguyên khu vực luôn anh. Anh biết có cái... Ghê vậy. Nó là nước mắm anh. Em đi xe máy hồi xưa em đi, tụi anh biết mà muốn né. Gì hả? Nó mà anh nhức cái đầu luôn á. Cứ gai hoài luôn vậy đó. Anh thiết mà muốn né. Ghê vậy. Mình lấy ly nước này giùm. Cái này là thầy khảy đây. Dạ không, không có khảy. Chỉ ăn thôi chứ không có khảy. Mọi người chén vậy hả? Ở Việt Nam vậy là lạ lắm luôn. Hồi đó giờ anh đi du lịch, anh đi toàn là đi máy bay không mà em. Được. Mình đâu có quen đi du lịch mà đi bằng xe hơi. Đi xe bay là đi vô đi là Nha Trang, đi Six Sense, Aman, Aman ơi rồi đi bằng hả? Côn Đảo, Phú Quốc. So, bọn làm việc gì? Anh nha, bọn làm việc chung rốt. Dạ. Road trip. Thực sự mình ở cái thành phố, một cái đất nước mà mình đi xe hơi á, mình cảm giác cái đất nước nó nhiều hơn là mình đi máy bay không. Nhiều khi mình đi lên máy bay, mình bay ra Cam Ranh có 45 tiếng đồng hồ, mình lên máy bay, mình xuống máy bay thì mình không có cảm được cái thành phố, cái đất nước nhiều hơn. Bây giờ mình đi xe hơi cái mình cảm được nhiều hơn, khi mình thấy đây đồng quê, ở đây có cái chợ rồi mình thấy nó cũng hay, mình cảm được nguyên cái đất nước mình. Đó, đồ ăn ngon nha, giống hàng Yến. Vậy đi uống cà phê. Trước khi mình về resort hả? Mình chưa biết cái resort nào nữa mà. Ok, bye bye. Lúc đầu á thì cứ nghĩ là ra ngoài Phan Thiết thì sẽ không có ai nhận ra anh Thái Công. Nhưng mà không, có một số bạn trẻ nhận ra anh Thái Công. Anh Thái Công là một người khá là friendly. Huy cũng rất là bất ngờ khi mà anh Thái Công có rất là nhiều bạn fan khá là trẻ tuổi. Có đến bye bye có tiền không? Có. Có hả? Mà số có kìa. Bye bye. Gái hẹp ảnh mắc cỡ. Thế hả? À biết, mắc cỡ. Không, một bánh chuối lỡ dở sao không? Mấy bé đứa ăn mà. Ai ơi, lấy cái bánh chuối anh đổi lại đi. Một chuối một này. Anh thấy ngon hay dở thì nhiều người nó cũng hết. Cảm ơn anh. Ngay từ ban đầu thì khi mà đi cái chuyến du lịch này, anh thấy Công đi rất là ngẫu hứng. Cho nên là cũng chẳng book phòng trước, chẳng book cái villa nào trước, nhưng mà anh Thái Công lại muốn anh Thái Công lại có một cái yêu cầu là muốn mướn một cái villa 3 phòng ngủ cho cả team có thể là thoải mái chơi ở chỗng. Nhưng mà Mũi Né thì rất là ít những cái resort hay khách sạn nào mà có cái villa 3 phòng ngủ. Không, bây giờ anh cần cái phòng mà có 3 phòng ngủ, cái vấn đề cho đó. Tại vì anh đi tới 7 người mà anh không muốn ở riêng, anh muốn một cái villa 3 phòng ngủ. Cũng hơi giống Mỹ nha, chỉ riêng cái nhà này thôi. Ở đây có mấy cái hồ bơi em? 3 cái. Dạ. Ý gì, chỗ này anh không ra ngộ quá, nó ngồi chân gì nữa. Thì cái ngộ. Ba cạnh này nữa ha. Ngồi ta ngồi, anh giờ mua đây nữa. Anh nhìn ra cái cạnh này, nhắc người đi bộ nhìn thấy hết luôn. Cái này du lịch kiểu gì vậy ta? Hả? Ngộ không? Mình đi tới một cái resort cũng khá là lớn, cái quy mô nó khá là to. Nhưng mà khi vô tới lúc mà xem phòng á thì anh Thái Công nhìn xung quanh thì những cái villa rất là sát nhau. Và anh Thái Công nói là cái này không ổn. Có nghĩa là ở nhà chơi, không có đi bánh biển, rồi lên xe hơi đi đâu đi. Đúng không? Anh thấy không ạ? Cái hồ bơi đây à? Tại sao? Hồ bơi to ghê. Đó, mở ra coi. Nó to kìa. To, cái này bốn đứa nằm dưới đây luôn à. Bước vào cái khu du lịch này á thì anh Thái Công với anh Huy thấy khá là đông. Thành ra là không có phù hợp với anh. Hả? Sao ngộ quá ha, tới mấy trăm cái khách phòng luôn.
Ồ, cái phòng này phòng cho nít ngủ, phải anh tưởng là phòng này phòng master, phòng dòm ra biển, và cuối cùng đây là phòng 2, phòng ngủ. Đúng rồi, không, cái này là phòng cho family. Ở đây không sướng, tự nhiên ngồi đây ngồi cái sofa anh còn sướng hơn nữa. Bên đây bồn cầu, bên đây bồn tắm, có nhiều đó, cái bài ca con cá, anh hát hoài luôn. Hát khi nào tới ta hiểu, mà mới xem mới cáo luôn. Thấy chưa? Yes, I do my best. Cái villa thực sự nó cũng hơi nhỏ cho 7 người sinh hoạt trong đó, cho nên là anh Thái Công đã không ok với cái villa đó và mình di chuyển đi tìm một cái villa khác. Thôi chán quá, tự nhiên bữa nay 7 được rửa vô đây ngồi không biết làm gì luôn. Hẹn gặp lại. Yeah. Là không ngờ mà ở Việt Nam mà cái xe sập nguôi mà nó hợp lý như vậy luôn á. Quá hợp lý. Thế con không ngờ mà bây giờ cứ đó tôi nghĩ là xe hợp sập nguôi không hợp lý. Bây giờ thí dụ bây giờ là buổi chiều khoảng 4 giờ chiều nè, bây giờ trời hơi mát mát và mình đi cái đây mình cảm giác thấy nguyên cái không khí, thấy nguyên cái bầu trời, thấy rất là thú vị. Thực sự Thái Công là fan của xe sập nguôi, là ở bên Đức á, là Thái Công đã đi xe sập nguôi cũng hơn hai mấy năm trước rồi. Cái xe đầu tiên Thái Công đi sạp mui là cái xe Audi 80, rồi sau đó cái xe Porsche Boxster, rồi sau đó mới cái xe Porsche Targa. Thật sự xe, nếu mà ai, Thái Công nói là người nào mà đã đi xe sạp mui rồi á, là chắc là đi xe sạp mui hoài luôn á. Cái cảm giác mà đi xe sạp mui nó thoáng lắm, nó sướng lắm, nó, mình không có diễn tả được. Chứ bây giờ mình ngồi đây mình thấy nguyên cái cảnh đồng quê ở đây quá đẹp luôn á. Chung quanh đây thật sự là Thái Công không ngờ mà ở Việt Nam mà đi xe sạp mui mà hợp lý như vậy. Alo em, anh thấy em có một cái villa tới 3 phòng ngủ. Dạ đúng rồi. Bữa nay có trống không? Dạ trống. Cho anh xem được không? Được chưa? Không, anh nói cái con đường này hồi xưa là anh thấy là cây dừa không à? Nguyên cái đường này anh đi đầu tiên đây là chưa có cái dầu hắt nữa. Mà cách đây 13 năm em tưởng vô đây là chưa có dầu hắt luôn. Là cát luôn á. Mà vô thơ mộng lắm, còn cây dừa không vậy đó. Hơi phát triển một chút. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này nó khác hẳn cái villa nãy không? À. Cái này hả? Thấy đàng hoàng hơn. Cũng may mắn cho team là sau khi mà mình coi cái villa đầu tiên qua tới cái villa thứ hai thì wow. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là mình chơi cờ cá ngựa chết luôn á. Cái layout nó rất là đúng ý anh Thái Công, là có powder room, có phòng khách, cái phòng ngủ không có bước ra phòng khách. Một căn villa 3 phòng ngủ có hồ bơi ở giữa. Khá giống như cái pool villa anh Thái Công thiết kế ở dưới Vũng Tàu. Nghĩa là phòng ngủ nó cũng xoay quanh cái hồ bơi lớn ở giữa. Cái căn villa này đặc biệt là của một người Pháp, người chủ người Pháp xây để họ nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Nhưng mà họ cũng đồng thời lấy cái đó để cho thuê, khách thuê luôn. Cái phòng khách này dễ thương ghê hả? Dạ có. Em phải được biết luôn hả? Có luôn, ghê vậy ta. Được hơn là nhiều đúng không? Dạ. Sao Lộc không chọn cái này? Thì anh tưởng là tới cái bức tường này là không có biển nữa. À đúng không? Em với Lộc có coi. Coi là có là không thấy biển, có là mình tới đây thấy biển. Mình đi bộ bên hông ra. Mình biển là mình đi lên lại hay sao? Đúng rồi, vậy là gần lắm rồi đó anh. Thì anh có thể đi đường bên đó qua. À đây là hai phòng ngủ đây. Ôi trời ơi, rộng lắm hả? Dạ. Một đêm hai đêm gì đó. Dạ. Thì hả? Để xem. Cái này em bán 32 triệu. Dạ, ok. Dạ. Ăn sáng luôn trong phòng có nha. Một bát lơ phục vụ. Ok, ăn sáng trong phòng nha. Dạ. Ok, good. Dạ. Vậy dọn vô nha. Chọn còn bên kia nữa kìa. Trời ơi, cái phòng bên tới đây luôn. Rồi dạ. Bây giờ em cứ mở đèn lên đi. Xong rồi anh ở chơi chút xíu rồi em cứ tự làm đi. Bạn Harry Potter. Cái em nói gì? Bạn Harry Potter, bạn cũng ở đây. Harry Potter lại.
Haribon là Trấn Thành không? Trấn Thành, ờ biết. Vợ Trấn Thành. Vợ của Trấn Thành. Dạ, Haribon người Hàn Quốc á. À, dạ. Yeah. Ok. Rồi bây giờ thôi, để em làm thủ tục chứ. Yes. Xong rồi giờ thêm vân đồ vô. Mình mở đèn lên, mở đèn lại lên. Số 3, 5 hết. Đây anh sợ đóng, sợ nóng. Wow, bị lại bự ghê em. Bự đùm luôn á. Bự luôn chứ. Để thêm một cái khu bếp bếp phụ nữa cho nhân viên vô làm đồ ăn. Đây, đây một cái bếp phụ đó mình. Dạ, yeah, đây là bếp chính và bếp phụ. Để ăn ở đây. Bếp là phục vụ. Coi là mình 7 người là cái chỗ này 8 chỗ ngồi là vừa ý luôn á. Hả? Lấy cho anh xô nước đá luôn. Yes. Cái này mà anh trang trí nó thất lại là đẹp lắm luôn đó nha. Được không? Ừ. Đó. Nhìn đó. Nhìn đó rất là Á Châu mà có gu, không có xinh xến. Hả? Như cái ngoài đây là sàn cũng phong cách sàn gỗ. Hả? Bên đây đây có dừa uống luôn nè. Đi chơi với anh Thái Công á thì cảm giác rất là thư giãn. Đúng là hưởng thụ. Đa số những cái hoạt động á chỉ xoay quanh việc ăn uống, tắm hồ bơi, uống champagne, chill. Ngày đầu thì anh Thái Công có mang champagne đi nữa, thành ra là xuống là hưởng thụ liền. Champagne please. Champagne. Rồi uống cái bếp lico trước. Trời, cái cuối tuần này là hên là villa này được trống. Là anh bút trước. Đang bút đâu? Anh đang bút đâu? Dạ không, ý là anh tới trước á, chứ thường thường em để tối hoặc là qua ngày thứ bảy là sẽ có người. Có người liền. À, hên quá ta. Cheers. Cheers. Monopoly hợp lý đúng không? Nó vui luôn á. Nhiều vui luôn á. Mang hai bộ lại, mình có nhiều tiền hơn, mình chơi tầm người. Gì hả? Chơi nhiều tiền chơi lâu lắm. Làm chơi nhiều tiền, không ai thua luôn. Chơi càng nhiều tiền càng lâu. Cái cá ngựa á, cái cá ngựa nhanh á. Nhưng mà hồi nãy anh đi cái đường là anh thấy thích á. Từ cái đường mà không không cái đường nãy đi vô cái đường trong Mũi Né đây nè. Cũng dám nhát chứ mình đang đi ở miền Nam Pháp vậy á. Thật sự là cái không khí mà mở cái mông mùi á cũng giống ghê. Dễ thương ghê. Thì bữa nay cũng đáng công đi. Vui mừng. Đặc biệt á là anh Thái Công là một người khá là rõ ràng. À, làm việc thì khá là nghiêm khắc nhưng mà đi chơi thì khác. Đi chơi với anh Thái Công thì anh Thái Công coi nhân viên như bạn vậy đó. Không có khoảng cách. Dù là đi chơi hay là làm việc á thì ảnh cũng lúc nào cũng rất là năng lượng, rất là hào hứng, rất là energy. So, let's go, baby. Sau rồi bữa tối thì anh Thái Công cũng không có muốn cả team là phải ở trong resort. Thành ra anh Thái Công rủ cả team đi ăn hải sản ở ngoài nhà hàng. Ghẹ, 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 ghẹ. Nó bự không em? Nước ngoài, nước ngoài. Hỏi anh. Cá nướng chung cuốn bánh tráng. Con đi. Mình lấy một con cá muối. Dạ.
có người nhận ra anh Thái Công á, anh Thái Công cũng phải rất là nice, anh Thái Công cũng phải rất là lịch sự đứng lên chụp hình với họ, thì đôi khi mình cảm thấy cái đó cũng, thì mình cảm thấy cái việc đó nó cũng hơi làm gián đoạn cái bữa ăn của mọi người. Anh đi Mỹ, anh Như Huy đi Mỹ mà đi Fifth Avenue, anh cứ chờ taxi thôi em, mà đang đứng á, ba người Việt Nam đằng sau lưng anh Thái Công rồi ra đường, người Việt Nam là biết rồi. Ngon nha. Hả? Rong biển không? Thấy mấy cái này nó kỳ lắm em. Nguyên một cái hộp nó bự như vậy nha. Nó bao không à, toàn là nghe thấy hả? Hút ăn bảo vệ môi trường, uống hút nhựa rơm. Mà coi nè, ăn cái này nè. Nó không có cái cổng luôn. Em mở ra kỳ cục. Cái này mình bây giờ thấy được. Morning, Nan. Sau một đêm ở cái villa 3 phòng ngủ đó, sáng hôm sau anh Thái Công quyết định là muốn trải nghiệm thêm một cái nơi mới. Thì vẫn chưa biết là nơi nào. Còn ở đây hay là bữa nay dọn chỗ khác? Anh đi chỗ khác cho nó... Hả? Ở đây mình late check out cho 2-3 giờ, 2 giờ check out cũng được đi. Vậy là mình ăn cơm trưa rồi đó, xong mình mới đi khoảng 1-2 giờ qua bển mình chơi tiếp. Đó, cho đổi không khí không? Đúng rồi. Được cái khi mà đi với anh Thái Công á, thì cái thời gian nó không phải là vấn đề. Nó rất là thoải mái, mọi người rất là thư thả, không có bị rush, không có bị vội. Cho nên là cái cảm giác của mình rất là relax, nhẹ nhàng. Ở bên kia chắc là cái bãi biển nó đẹp hơn em. Bãi biển ở đây nó rộng, nó không có người á. Đó là private beach, còn ở đây nó người ta đông. Biển này hơi dơ làm sao. Hoàng tử thức dậy rồi. I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast for work lunch.
coi tình nhân đâu lắm trong giấc mơ. Ông vô, ông vô. Cái tông này nó kỳ kỳ á. Xuống tầng nữa. Cô đơn đêm thề mưa rơi lấy tanh. Ăn sáng xong á thì cả team chuyển xuống một cái resort ở dưới cây gà. Resort 5 sao và cũng thuộc dạng là cao cấp nhất ở Phan Thiết. Thì anh thấy con muốn chuyển chỗ để cho team có nhiều trải nghiệm nhiều hơn. Xuống mỗi cây gà thì cũng phải tầm 45 phút, 1 tiếng. Thì Lộc thấy á, cái chiếc mũi trần của anh Thái Công á, mà để đi biển thì quá là hợp lý. Mình đi mình thấy được khung cảnh rộng hơn, mình nghe được tiếng xe, cảm được cái nắng, cái gió ở ngoài Phan Thiết khá là đặc biệt. Cứ như là Huy bên Thái Công cũng thích đi xe mui trần ở bên miền Nam nước Pháp vậy đó. Và hôm nay đi ở Việt Nam và thấy nước Việt Nam mình cũng rất là đẹp. Dạ, đẹp theo một cái kiểu rất đặc biệt. Còn nếu mà đi chiếc Cayenne bên trong thì Lộc không thấy gì hết trơn á. Còn chắc chắn là ngồi chiếc mui trần của anh Thái Công thì cảm giác khá là tự do hơn nhiều. Đi từ thú vị ha. Mình không có xe hơi, mình không biết cái con đường có luôn. Hồi xưa chắc là không có resort này, chắc là không có ai đi đường đó em. Mà hay cái là lúc nào anh Thái Công tới resort nào, mình để ý là cũng có manager ra tiếp đó. Good afternoon. Okay, I'm Thái Công. Yeah. Nice to meet you. Good to have you here. Yeah, welcome. Welcome everyone. Yeah. You have many, isn't it? No, we have only three yet in Vietnam. Yeah. So this is one bed with a shower. And then upstairs actually is the master bed with the Is this so you put the bed inside here? Yeah, this is the bed. I said before was not. Right. So now we go into to lunch. Okay. Còn dễ thương không? Seven. Seven. Yep. Yeah, yes. That's very nice. Beautiful place. The oldest lighthouse in South Asia. Yes. Beautiful place. Yeah. Like it. Để uống ô dề hoàng trước đi. Một chai trước đi, xong rồi ngon uống thêm. Rồi, chỉ chai nước suối. Dạ, dạ, mọi dùng. Ủa, cái phòng đó là phòng gì vậy em? Dạ, bên đây là khu nhà spa. À, nhà spa. Yoga, đồ ăn. Yoga. Yoga spa. Dạ. Cái tại vì nó, cái mặt biển nó ít quá. Dạ, mời anh. Dạ.
tuna salad, hai phần cái em này calamari tempura, hai phần barbecue ribs. Yep, ok, cái đó là ăn starter. Sau mình ăn pizza. Anh muốn ăn một cái seafood pizza. Yeah. Một cái four cheese với một cái salami. Yep. Cái nó gà chứ nào? Đâu có gà. Đây là rượu mà. Đây là rượu rosé, rượu hồng. Buổi trưa người ta uống. Em muốn thì bỏ nước đá vô cũng được nữa. Em muốn bông nước, cùng nước đá trong không? Bên Pháp người ta uống nước đá luôn. Yeah. Yeah. Nó hơi lạc lạc chút thì nó sẽ đỡ. Thay đồ. Mình về có phát triển chịu ra nắng chưa? Ừ. Thường dẫn đi em đi siết sen em trốn là sao cái ghế không dám thấy nắng luôn. Vậy sao? Vậy còn sợ nắng không? Ok bây giờ mấy đứa thay đồ qua xong qua phòng anh ha. Đây cũng dễ thương. Quay phim đi theo được ngủ đây cũng sướng luôn hả? Đi quay phim cũng sướng hả? Theo hoài. Nó không chỉ nhạc hay mà nó đẹp cho không gian. Nó không có cái màn đóng lại được. Không riêng vậy. Thương. Cũng được. Giống như romantic quá ta. Sao trợ lý anh với quay phim ngủ cái phòng sao romantic quá. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby I feel real good and I wish I would. Ngủ đúng không? Tụi em ngủ luôn á. Ngáy khò khò ngầu cho trong anh còn nghe luôn á. Anh đẹp nha. Last call for the master hall. And don't forget the tip. The sun went down, but we still relent. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming tonight and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Gà xào xá ớt chứ huyền xích dữ. Gà xào xá ớt. Hình ăn gà. Gà xào xá tế. Xá ớt. Xá ớt. Ờ sao? Gà xào xá ớt. Kho với tàu hủ nè. Thì anh thấy Công vẫn thích nhất là được order đồ ăn về phòng và ăn luôn tại phòng. Mình được ăn, mình ngồi nói chuyện rất là thoải mái với những người mình đi cùng. Thì nó sẽ khác với cảm giác là mình ra một cái nhà hàng. Khi mà có nhiều khách ngồi đó thì mình sẽ không được tự nhiên như là mình ở trong cái phòng mình đang ở. Nó rất là riêng tư và ấm cúng. Mình nghĩ khi mà ở cái mức độ của anh Thái Công rồi á thì cái sự riêng tư nó rất là quan trọng. Gỏi xoài hải sản. Không có đâu, thích. Cái anh thích canh chua cá bóp. Cái anh ăn á ăn ngầu. Canh ổ qua. Rồi biết nghe sơ sơ chứ. Đúng rồi. Hấp dẫn á. Mực xào chua ngọt.
Ủa còn ngon nha. Tôm rame, thịt kho nước dừa, gà xào sa ớt, thịt. Còn tây thì mình có nạc vai bò Mỹ hầm rượu vang, hay là cá nguyên con khói nướng đúc lò. Em cảm biệt nha. Tôm áp chảo kiểu tây. Rip ai ngon, rip ai vừa mỡ vừa thịt. Vậy đi, vậy vừa tây vừa ta đi. Dạ. Còn cái spaghetti hải sản có ăn không? Không hợp lý đúng không? Dạ. Hợp không? Vậy thêm cái bò cho mình, đúng không? Thêm bò, ăn bò đi. 200g ăn mình cũng được. 50g là ăn một phần đó. Một phần mình ăn no rồi đó. Còn, dạ. Em không đụng vô gà xào xá ớt của anh nha. Đừng có thò tay vô lấy cái chai giò của anh nha. Đừng nói thấy chai giò ngon chứ. Em cũng thích ăn món Việt mà, nhưng mà thích ăn món Tây hơn. Ok, okay. Rồi, luôn. Rồi lấy list giấy không? Từ đó có nhiêu đó thôi á. Muốn gọn, muốn hết cái menu luôn. Hết menu rồi đó, có nghĩa là bỏ anh từ nguyên từ trên xuống dưới luôn. Để là bao nhiêu món thích ăn. Thật ra món có thể bỏ bớt ở đây, em thấy là thịt kho. Không, em thấy thịt kho, bắt cơm lắm á nha. Bắt cơm lắm luôn, bắt cơm, chứ bắt cơm, bắt cơm. Em thích ăn cơm lắm hay sao? Dạ, em thích ăn cơm lắm, cơm không em ăn được. Anh thích ăn cơm lắm luôn. Dạ. Cái lít rượu thì anh đặt rượu trắng đi. Em nên rượu ở đây. Mấy rượu đó. Why not? Why not? Thích uống thì uống ở đó. Morning. Hello. Sao? Con đi ngon không? Dạ ngon. Về ngủ quá trời. Ba chiến thần này ngáy quá trời ngáy luôn. Hiểu không? Dạ. Rồi. Tự quay clip nhau. Chạy ăn sáng hả? Dạ. Ăn sáng rồi xuống hồ bơi. Dạ. Ăn sáng cho mình. Rồi hồ bơi lớn hay là đâu đây? Hồ bơi lớn đi ha. Hồ bơi lớn nha. Cái khu resort này thì mình thấy mình mới vô thì cây xanh, hồ nước, mọi thứ rất là thiên nhiên, rất là ok. Nhưng mà khi mà vào nhận phòng rồi á, thì anh Thái Công có thấy được một vài chỗ anh Thái Công vẫn chưa thật sự ưng ý. Chẳng hạn như mình bước lên phòng, mình bước thẳng lên một cái giường ngủ luôn, thì nó lại không có được private, nó không được riêng tư cho lắm. Sáng mà điện thoại Vũ đặt báo thức mà anh nghe luôn rồi. Dạ. Yeah. Cái studio đó. Dạ. Giống phòng studio mà bự. Rồi cái đó thì nếu mà vậy hai phòng ngủ thì không được. Nếu mà một phòng ngủ có thể ok. Một phòng ngủ duplex. Tại còn ở dưới thêm một cái phòng ngủ nữa. Rồi ở trên ngủ rồi vô. Nhưng mà nếu mà một phòng ngủ anh cũng thấy không có an toàn, tiếc là vô cái hồ bơi khu vô cái vườn á là không có cửa luôn, bực tiếp bước vô luôn. Và rồi anh ngủ trên giường anh thấy đang ngủ người bước vô phòng mình vậy đó. Khó chịu. Tất cả cửa sổ là dòm qua nhau hết rồi. Thì em đứng bồn tắm bên đây nha, mà hai cái cửa sổ bên kia mà người ta, tại bây giờ người ta không ai ở, người ta kéo hà sáo xuống chứ mà em ở lên là người ta đứng, người ta dòm thẳng qua cái nhà tắm mà được luôn á. Huy cảm thấy cái khoảng thời gian mà nhiều nhất của team và anh Thái Công bỏ ra cho cái chuyến du lịch này á là ở hồ bơi. Anh Thái Công rất là thích tắm nắng. Cái khoảng thời gian sinh hoạt ở hồ bơi cũng khá là vui.
bơi ở dưới mệt xong thì anh thấy Công còn order đồ ăn, nước uống. Ăn xong rồi mình thích thì mình lại xuống dưới hoặc là mình nằm ở trên mình thư giãn. Cái lúc mà check out chuẩn bị về Sài Gòn á thì Huy có tới hỏi anh Thái Công là em không hiểu tại sao mà đi với anh á mọi thứ nó xảy ra rất là suôn sẻ. Thì anh Thái Công mới nói là tùy cơ ứng biến, có nghĩa là mình sẽ không có một cái lịch trình nào trước để mình phải thay đổi. Cái tâm lý của anh Thái Công bây giờ thích thì anh Thái Công sẽ đi, muốn làm gì thì anh Thái Công sẽ làm. Còn nếu mà nó không thuận lợi thì mình không đi và mình sẽ không bị tác động bởi cái ngoại cảnh nữa, mà mình là người ra quyết định mọi thứ. So, thank you. Thank you very much. Yes, thank hopefully you. We hope to see you again. Yeah, yeah, thank, you. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thấy không, cuộc sống hạnh phúc nó thực sự thật sự đơn giản lắm. Thấy không, cần một cái sự tự do của mình, có nghĩa là mình phải cần tiền thâu nhận vô mình phải sinh sống, không có nghĩa là tự do tài chính, nhưng mà mình cũng phải giữ cái tự do, cái thời gian của mình nó phải đi song song với nhau. Có thể là mình làm ra rất là nhiều tiền đi nhưng mà mình không còn thời gian nữa tại vì mình cứ tập trung làm ra tiền, hay là mình có nhiều thời gian quá mà mình không có tiền thì cũng không được. Có nghĩa là nó cả hai, vừa thời gian và tự do thời gian và tự do tài chính, có là hai cái đi song song, không phải là chuyện dễ. Nếu mà trong cuộc sống của mình đó, mình có một cái sự tự do về thời gian cũng như là những cái kế hoạch của mình đó, thì mình cảm thấy cuộc sống rất là thoải mái. Yeah. Và thực sự là công việc của Huy và anh Thái Công rất là bận luôn á, nhưng mà Huy thấy may mắn được đó là mình vẫn còn giữ được cái cân bằng và mình quản lý được cái thời gian của mình trong công việc cũng như là những cái ngày nghỉ. Và sau mỗi cái chuyến đi như vậy thì tinh thần mình cũng rất là sảng khoái. Và ngày mai là thứ hai, Huy trở về văn phòng, Huy cũng thấy rất là nhiều năng lượng cho công việc. Và Huy nghĩ là mấy bạn ở trong team chắc là cũng sẽ cảm thấy như vậy. Quan trọng nhưng mà mình biết mình không mua được hết được tất cả, cái điều đó mình phải đưa để trước mắt của mình đó. Tại vì nếu mình nghĩ mà tiền mua được hết tất cả thì con người nó rất là thô bỉ và khinh bỉ với người khác. Vậy tôi nghĩ là tôi có tiền tôi mua được hết tất cả, không phải như vậy. Nếu mà mình làm việc mình không có thoải mái cái đầu óc mình thì bây giờ mình ăn ngon ăn bổ đi thì cái não của mình nó không có được hoạt động tốt, thì lúc đó mình bị tim đập, mình bị máu cao thì mình cũng bệnh nè. Thấy chưa, mình ăn đồ ăn ngon cũng chưa chắc là tốt cho sức khỏe của mình. Vậy đó, tất cả nó phải một cái cân đối với nhau. I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Myself.